ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử đồng tu, đêm nay rằm tháng 7 năm 2018 thầy kính gửi đến quý vị đề tài cha mẹ và con là điểm tựa của nhau. Tối hôm qua ngày 14 tháng 7 âm lịch có hơn 1.500 người ngồi cố định và gần 2.000 người đó đi đến nhưng không có chỗ rồi đi về, chủ yếu là để dự được đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu theo truyền thống văn hóa của Phật giáo Đại Thừa. Đó là điều rất đáng được tán dương. Thầy chỉ lấy làm tiếc đấy, là chùa Giác Ngộ chỉ có 800 mét vuông, không thể có đủ chỗ chứa cho vài ngàn người làm lễ của một lúc. Tính từ thời điểm năm 2002, khi thầy sau gần 8 năm học Phật tại Ấn Độ trở về đó, thì quy y chính thức cũng đã vài vạn người. Nếu có một diện tích rộng vài mươi hectare, có chánh điện rộng vài ngàn mét vuông, thì các đại lễ bao gồm lễ Tết truyền thống, lễ Phật đản, lễ Vu Lan và các lễ hội còn lại đó, quần chúng quay trở về chùa tu học đó, vài chục ngàn người. Thì mong các Phật tử đó cùng cầu nguyện với thầy, cùng nỗ lực với thầy, cùng đóng góp với thầy. Nhờ đó các dự án xây chùa mà bắt đầu là chùa Quan Âm Đông Hải ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cũng như là chi nhánh chùa Giác Ngộ ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi và một số địa điểm khác đó, sẽ có được cơ duyên lành trong năm 2018 này. Và thầy rất háo hức để chờ đón cái thời điểm tốt lành đó. Trong buổi rằm tháng 7 hôm nay đó, thầy muốn tất cả chúng ta dùng tâm quán niệm 4 vấn đề lớn nhân mùa mà người tu học Phật đó, cần phải cam kết đền đáp 4 trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn tam bảo hướng dẫn đạo đức và đời sống tinh thần, ơn tổ quốc gồm các nguyên thủ, các anh hùng dân tộc và các nghĩa sĩ, cũng như là những người yêu nước thương dân, góp phần phát triển đất nước. Và ơn đồng loại vì đã làm các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Chúng ta không phải tất tần tật làm mọi thứ, vẫn có được các giá trị giao hoán trong đời. 4 nội dung quán niệm mà mỗi người cùng cần phải tâm niệm đó, bao gồm cha mẹ, điểm tựa của đời con cái, điểm tựa của cha mẹ. Khi vô thường đến, nguồn nương tựa đó bị mất thì chúng ta nương tựa vào đâu? Và chân lý Phật, nơi mà tất cả chúng ta có thể nương tựa bền vững, không bị vô thường chi phối và không bị các rủi ro trong đời. 4 quán niệm này sẽ giúp cho chúng ta với tư cách cha mẹ và con cái đó, thương yêu nhau nhiều hơn, lo cho nhau nhiều hơn, mang lại hạnh phúc cho nhau và xây dựng tương lai tươi sáng cho nhau. Nếu tất cả quan hệ với đề nghị quán niệm 4 điểm tựa nêu trên đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Cảm ơn quý vị. Điều 1, cha mẹ, điểm tựa của đời con. Kinh báo đền trọng ân của cha mẹ trong văn học Phật giáo Đại Thừa đó, nói về 10 ơn đức lớn, mà theo đó đó, tất cả chúng ta ở kiếp trước đó, khi vừa kết thúc mạng sống, đã may mắn không đầu thai vào bụng của các loài vật. Ngược lại đó, chúng ta có mặt trong bào thai của người mẹ. Một trong 4 trọng ân, một trong 10 trọng ân đó mà người mẹ mang lại cho con, thì có một trọng ân đó rất ấn tượng: hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Ai đã từng làm bà, đang làm mẹ, cảm nhận ơn đức đó như Đức Phật đã mô tả trong kinh báo trọng ân của cha mẹ. Hoài thai được Đức Phật sánh ví là như là mang một tảng đá, và tôi đổi cái khái niệm mang tảng đá đó như là mang ba lô sợi sóc để chúng ta dễ hình dung. Ba lô là thứ mà chúng ta vác ở vai với hai cái sợi dây choàng để lực có thể chịu toàn bả vai và toàn lưng. Chúng ta có những khái niệm như là du lịch Tây Ba Lô, tức là những người phương Tây có thu nhập trung bình hoặc thất nghiệp, vào những tháng nghỉ hè, nghỉ thu, nghỉ đông, thay vì ở một chỗ, họ đi du lịch ở những nước nghèo, những nước đang phát triển, hoặc những nước mà giá của thị trường du lịch đó rất là vừa phải, để biết thêm văn hóa, lịch sử, kiến trúc, rồi ẩm thực của những nơi mà họ sẽ đi qua. Thì những du lịch Tây Ba Lô đấy, vác ở trên vai của họ một cái ba lô khoảng 1 mét cho đến 1,2 mét, trong đó có áo quần, vật dụng, thậm chí là cái túi ngủ, để khi nào ở đâu ngã lưng được thì họ lập tức bày ra, đỡ tốn tiền khách sạn, vác ba lô dầu chỉ có vài ký trên lưng. Lữ hành á, vẫn có cảm giác nhức mỏi và phải đặt ba lô đó xuống để nghỉ ngơi, ít nhất là về đêm. Chúng ta thử hình dung suốt 10 tháng trường, các bà mẹ vác cái cục đá mà lúc đầu đó nó chỉ là một cái phôi nhỏ từ tinh trùng của người nam, trứng của người nữ, rồi từ từ lớn lên vài giờ tuổi, vài ngày tuổi, vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, cho đến có cái trọng lượng khoảng đôi ba ký. Thì người mẹ phải kiêng cữ đủ điều hết, kiêng cữ trong đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống. Đến lúc nào làm mẹ rồi đó, đi học những cái khóa là làm thế nào để chăm sóc thai nhi đó, thì quý cô sẽ cảm thông những khó nhọc mà mẹ của mình đã nuôi dưỡng mình, bà ngoại bà nội mình đã nuôi dưỡng mẹ mình, bà cố bà sơ đã nuôi dưỡng bà nội mình, bà ngoại mình. Nắng không ưa, mưa không chịu, vì người mang thai đó thể trạng yếu. Đó là chưa nói những tình trạng bị chuột rút, bị đau nhức lưng, bị viêm đa khớp. Rồi những tháng gần với cái ngày sinh đó, thì theo kinh Vu Lan đó, con cháu nào ngỗ nghịch đó thì đạp lung tung, vẫy vùng, làm cho người mẹ đó có cảm giác rất đau lớn, thậm chí là phải bị nôn mửa. Thì cái giai đoạn đó, đó thì người phụ nữ rất dễ mặc cảm nếu như chồng không quan tâm, suốt ngày ở ngoài đường, về thì không hỏi thăm, không làm thế các gia vụ, không tiếp tục thể hiện các tình yêu đặc biệt hơn ngày bình thường, thì người vợ sẽ rất mặc cảm và tủi phận. Cái tâm lý mặc cảm đó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của đứa con và góp phần tạo ra những cá tánh tiêu cực ở đứa con về sau này. Thấy rõ được cái tương tác hai chiều đó đó, tôi khuyên quý ông với tư cách làm chồng, làm cha, thương vợ và thương đứa con trong bào thai của vợ mình, dành nhiều thời gian chăm sóc vợ và gia đình. Trong ngôn ngữ đó thì tiếng Việt đó có một đặc thù, khi nói về vợ hay chồng á thì chúng ta có khái niệm nhà tôi, phải không ạ? Chứ đâu ai nói là ngoài đường tôi đâu. Vợ gọi ông chồng là nhà tôi, chồng gọi bà vợ là nhà tôi, với dụng ý rằng đó là vợ chồng phải sống ở trong cái tổ ấm của một gia đình, chứ không phải là sống ở ngoài đường. Mà đang khi quý ông đó, sau khi có vợ, có con rồi đó, thì vẫn tiếp tục giữ các mối quan hệ bạn bè, xã hội, cộng đồng, và thường xuyên ở ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà. Vô tình đó, đánh mất đi yếu tố nhà tôi. Vì hạnh phúc của người tại gia đó là tổ ấm gia đình. Đối với rất nhiều phụ nữ đó, thì đứa con đó chính là điểm tựa mang lại hạnh phúc. Khi mà chồng ít có bày tỏ cảm xúc, hoặc là không khéo léo trong ứng xử, thì toàn bộ cái tình thương yêu đó có để đổ dồn vào đứa con. Cho nên đó, đứa con may mắn tiếp nhận được trọn vẹn tình thương của người mẹ. Và nếu đứa con nào có phúc hơn nữa đó, thì bên cạnh tình thương trọn vẹn của người mẹ, đón nhận luôn tình thương của người cha. Và ở góc độ này đó, cha mẹ chính là điểm tựa của đời con. 10 tháng thai giáo, 3 năm bú mớm, 12 năm á, cặp sách đến trường, rồi giới thiệu cho bạn tình, sau đó dựng vợ gả chồng. Thì hầu như người mẹ gắn kết với đứa con nhiều hơn là người cha. Theo như khóa Phật giáo đó, thì cả mẹ lẫn cha phải chia sẻ trách nhiệm này để cho người vợ đó đỡ phải nhọc nhằn. Vì trong thời hiện đại này đó, người vợ đi làm 8 giờ ở công ty, 2 tiếng đi xe, bạn đi bạn về, bận rộn không thua kém gì chồng. Nhưng mà khi về đó, chồng có thể nằm ở trên liên quan, đông đưa trên chiếc võng, coi đá banh, coi thể thao, hoặc là ra quán nhậu, nhỏ to tâm sự chuyện chính trị trên trời dưới đất, hoặc là uống cà phê nhâm nhê tán dóc. Còn đang khi vợ nhà lo con, lo ăn uống, lo dọn dẹp, lo chuyện trong nhà ngoài phố, lo bên nội, lo bên ngoại, lo tất tần tật. Chính vì thế mà dần dà rồi cái cảm xúc là yêu giữa vợ chồng nó bị mất dần, thay thế đó là cái tình đó. Chia sẻ trách nhiệm gia đình trong tình huống này đó sẽ làm cho người vợ sống hạnh phúc hơn. Mà khi người vợ sống hạnh phúc đó, thì người vợ mới chia sẻ hạnh phúc đó, chu cấp hạnh phúc đó cho những đứa con và cho các thành viên trong gia đình. Từ lúc mà được nhìn thấy ánh mặt trời, tất cả những người con, bao gồm con nam, con nữ, con giới tính thứ ba, lấy cha mẹ làm điểm tựa. Quý vị thử hồi ức lại đi. Cái căn nhà của mình đôi lúc chỉ có vài chục mét vuông thôi, nhưng mà hồi nhỏ đó, nó là cả một cái thế giới. Chứ tôi có cảm giác là nó lớn dữ lắm. Cha mẹ mình là có thể cao 1m5 giống như thầy Nhật Từ, hay 1m6, 1m7 giống như là các vị khác có phước tướng đi. So với mấy ông Tây bà Tây thì thấp hơn nhiều. Nhưng mà đối với những đứa con đó, là chúng ta là 2 điểm tựa rất quan trọng. Toàn bộ mọi thứ con cái đều lấy cha mẹ làm hệ quy chiếu. Không biết điều gì đó, con cái hỏi cha mẹ. Mà nếu như cha mẹ không có sẵn lòng, hoặc là đi buôn bán bận rộn từ sáng cho đến tối, khi về tới nhà thì con đã đi ngủ rồi, thì làm sao tạo ra điểm tựa tinh thần cho con được đây? Do đó về phương diện này đó, thì cha mẹ phải làm điểm tựa cho con cái 3 phương diện. Thứ nhất, về đạo đức, thì các bậc cha mẹ đó phải là huấn luyện viên đạo đức hay là giáo viên đạo đức cho con em của mình tại nhà, nhất là người mẹ. Là mà trụ trì từ năm 1992, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều bậc cha mẹ. Chỉ có một thiểu số gia đình là hạnh phúc, đại đa số đó bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Khi quan sát các gia đình hạnh phúc trọn vẹn thì tôi nhận ra một điều đó, vai trò của người mẹ chiếm hết 90% này. Nếu người mẹ khéo léo từ hồi nhỏ, thương con em đồng đều, gắn kết các anh chị em lại như nước và sữa không thể tách ly. Đi đâu là có anh chị em, làm việc gì đó là có anh chị em, sinh hoạt gì đó thì tất cả cùng có mặt. Thì các anh chị em đó trong gia đình đó thương yêu nhau, đùm bọc nhau, và tạo thành một văn hóa ứng xử rất là tốt lành. Cho khi lớn lên lập nghiệp đó là cũng nương tựa nhau, giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau. Người thành công trước hỗ trợ giúp cho các thành viên trong gia đình cùng thành công giống như mình. Cha mẹ phải đóng vai trò đạo đức quan trọng đó để nối kết. Còn bằng không đó thì con cái rời rạc nhau, bất hòa nhau, tranh chấp nhau từ hồi nhỏ, lớn lên đó là không thể hàn gắn với nhau được. Chúng ta đừng đổ lỗi cho nghiệp quá khứ, thực ra đó là giáo dục gia đình đóng vai trò 90%, còn 10% đó là nghiệp riêng của mỗi người thôi. Cô Tám Nguyệt, phần lớn các Phật tử tuổi 70 trở lên thì đều biết. Trước đây thì nhà ở đường Sư Vạn Hạnh, chùa Giác Ngộ, nhìn qua thì nó khoảng chừng 50 mét đường chim bay thôi. Thì hai vợ chồng là Phật tử thuần thành, có tất cả là gần 10 đứa con, đều là Phật tử thuần thành, ăn chay trường từ nhỏ vì cha mẹ ăn chay thì con cháu ăn chay. Đến bây giờ cả gia đình đó vẫn tiếp tục ăn chay. Rồi thế hệ thứ ba là hệ cháu, gần 100 đứa đều dẫn đến chùa Giác Ngộ Quy hết. Bây giờ thì nhà đã về đi xa rồi, không có thuận lợi như trước đây, thì những ngày tu á đều có mặt. Thế là do cha mẹ dẫn dắt thì con em á được hạnh phúc. Tức là vai trò đạo đức đó là rất tốt. Tất cả chúng ta nên bắt chước các gia đình như thế. Hoặc là gia đình của chị Giác Thanh Nhã, tất cả các chị em, anh em đều trở thành Phật tử thuần thành. Rồi con, cháu, nhân viên đều đi chùa nhờ dẫn dắt của người lớn thôi. Giáo dục cho con em mình về phương diện đạo đức đó, thì con em chúng ta sẽ có điểm tựa quan trọng về cuộc sống. Và khi lớn về đạo đức á, thì giàu tuổi còn nhỏ đi tới đâu á, các cháu sẽ được người lớn quý, mến, yêu, thương, giúp đỡ. Tôi tin rằng là trong số hàng ngàn các gia đình Phật tử quy tại chùa Giác Ngộ cũng có nhiều gia đình giống như hai gia đình vừa nêu, mà tôi không có thời gian để nêu hết. Thì các gia đình nào đã có được phẩm chất văn hóa đó, thì nên tiếp tục. Còn các gia đình nào á do bận rộn với việc làm ăn mưu sinh quá, thì nên thà ít tiền một chút để chúng ta giúp cho con em của mình á lớn mạnh về đạo đức. Điểm tựa thứ hai đó là tri thức. Thói thường vì cha mẹ lớn hơn con cháu khoảng 2 thập niên, cho nên kiến thức trường lớp và kinh nghiệm trường đời của cha mẹ sẽ phong phú hơn. Đối với những gia đình khó khăn đó về nguồn tài chính, thì phần lớn kiến thức học đường của cha mẹ kém hơn con em. Bởi vì những gia đình đó cha mẹ sanh ra và lớn lên trong giai đoạn chiến tranh nội chiến của Việt Nam, không có cơ hội đi học. Họ đã hy sinh nai lưng ra, chân lắm tay bùn để giúp cho con mình có được bằng cử nhân, thạc sĩ, trở thành kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư. Đó là những tấm gương của các bậc cha mẹ Việt Nam rất đáng được tán dương và học hỏi. Dầu không có bằng cấp cao như con cháu, do những điều kiện khách quan của xã hội. Các bậc cha mẹ nên trở thành điểm tựa kinh nghiệm trường đời cho con em của mình. Cái đó các cháu không thể học được ở trường lớp. Thưa thật quý vị, tôi thủ khoa từ năm thứ 10, năm lớp 10 cho đến chu trình tiến sĩ. Tôi thấy rất rõ bằng kinh nghiệm của tôi cũng như là quý vị, 70% kiến thức các môn học học được tại trường không sai được gì ở ngoài đời hết trơn á, dầu là lĩnh vực nào. Nhưng mà hễ là giáo dục thì người ta bắt buộc phải trải qua, vừa có chiều rộng, có chiều sâu, để sau này đó có được nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực ngành nghề. Chúng ta phải chấp nhận cái sự dư thừa đó để có được một thiểu số giỏi nhất, xuất sắc nhất, tài năng nhất về lĩnh vực để góp phần phát triển thế giới. Ba 30% kiến thức còn lại đó là hữu dụng, trong số đó nhiều nhất là 5% là hữu dụng thực tiễn thôi, đối với cuộc sống hàng ngày. Còn 25% đó nó chỉ là cái phương diện này, phương diện nọ để giúp cho người ta biết thêm cái này, biết thêm cái kia thôi. Đang khi kinh nghiệm trường đời thì không có trường nào dạy hết á. 2 thập niên trở lại đây, UNESCO khuyến cáo các nhà trường, đặc biệt là các trường tư thục, mở các cua life skill hoặc là living skill, kỹ năng sống. Nó vừa bao gồm các bài học về đạo đức, các bài học về kỹ năng, để cho các cháu ngoài kiến thức chữ nghĩa gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, biết thêm được những kỹ năng gắn liền với cuộc sống thực mà sau khi tốt nghiệp ra trường đó các cháu cần đến nó và sống với nó nhiều hơn là những môn học ở nhà trường. Về phương diện này thì các trường công lập đó nên mạnh dạn bổ sung môn kỹ năng sống. Tôi xin nêu 2 trường cấp 2 và cấp 3 mà ban giám hiệu là Phật tử. Đó là trường Pathway hay còn gọi là trường Tuệ Đức và trường Alpha. Thì ban giám hiệu và các giảng viên đều học thiền minh sát tuệ hay gọi là thiền Vipassana, hoặc là nôm na đó là Tứ Niệm Xứ, rồi học chân lý Phật, đạo đức Phật trước khi được tuyển dụng làm giáo viên chính thức của 2 trường này. Và các bậc cha mẹ đó muốn cho con em của mình được học ở 2 trường này, ngoài mỗi tháng đóng 9,5 triệu cho đến hơn thế cho mỗi cháu, các bậc cha mẹ phải cam kết học ít nhất 6 buổi, mỗi buổi 4 tiếng về kỹ năng sống và thực tập thiền. Rồi sau đó các bậc cha mẹ được yêu cầu làm một bài test để thể hiện được sự tiếp thu và cam kết của mình trong việc giáo dục con cái. Nếu cha mẹ đậu bài test đó thì con em mới được đến trường học, trả tiền thật là cao mà phải hồi đáp được những cái tiêu chí đó thì mới được học. Thế mà các trường này đã không đủ lớp để dạy, là bởi vì từ năm lớp 6 các cháu đã được học kỹ năng sống cho đến năm lớp 12, mà trong đó đó mang mát nền minh triết Phật giáo, đạo đức Phật giáo, trí tuệ Phật giáo bằng ngôn ngữ đời thường. Lưu từ đây tôi xin nói đến 2 cái khái niệm, đó là chỉ số thông minh (intelligence quotient) và chỉ số cảm xúc (emotional quotient). Về phương diện thực tiễn đó, Người có chỉ số thông minh cao, gọi viết tắt là IQ, y ngắn và quy trong tiếng Việt, thường đỗ đạt từ hạng nhất đến hạng 10 trong các lớp học. Nhưng mà ra đời đó chưa chắc là những người đó thành công, làm những vai trò lớn về chính trị, xã hội, hay là trở thành triệu phú, tỷ phú. Đang khi những người có chỉ số thông minh cảm xúc cao, emotional intelligence quotient, giàu á, trong lớp học á, có thể họ chỉ là hạng 30 trên 32. Họ lại rất thành công trong lập nghiệp. Thì cảm xúc đó có hai phương diện: cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Sử dụng cảm xúc tích cực mà đỉnh cao nhất của nó theo Đức Phật đó là sự thản nhiên, tức là vượt lên trên cảm xúc khổ đau lo lắng là thuộc về tiêu cực. Cảm xúc hạnh phúc và hoan hỷ thuộc về tích cực. Thì người có tâm thản nhiên trở nên điềm tĩnh, và trong nghịch cảnh đó, họ đủ thông minh để vượt qua bằng các giải pháp đúng và phương pháp đúng. Kinh nghiệm đời mà tôi muốn các bậc cha mẹ truyền lại cho con em mình đó, đó là thông minh cảm xúc. Người thông minh cảm xúc rất linh hoạt, rất nhạy bén, rất thích ứng, rất học hỏi, rất lắng nghe, rất hài hòa. Và do vậy đó, họ đi tới đâu là được đón chào, được hạnh phúc. Và đóng góp của họ là được người đời ghi nhận. Cho nên đó, cha mẹ phải trở thành điểm tựa tri thức cho con, ít nhất là về phương diện kinh nghiệm trường đời này. Cái đó đó, các cháu có bỏ ra 1 tỷ đồng cũng chưa chắc đã mua được ở đâu. Do đó, thay vì đó giàu thêm một chút, có nhiều tìm thêm một chút để được cái gì, quý ông, quý bà đó nên dành ít nhất 2 đến 4 tiếng cho con em mình tại nhà, dò bài cho các cháu, nhắc nhở các cháu, học chung với các cháu. Các cháu mới mạnh dạn chia sẻ, bộc bạch được. Tôi làm thầy Phật học và cũng là thầy tâm linh, thì tôi cũng thấy khi mà làm Phật sự nhiều quá, nay ở nước này, mai nước kia, mốt tỉnh nọ đó, thì các học trò xuất gia của tôi cũng hơi bị thiệt thòi. Thú thật là vậy. Mặc dù tôi phải đi làm giàu, đi phụng sự dân sinh, thì thấy là các đệ tử ở nhà của mình đó, là không được trực tiếp nghe mình dạy như là những người khác. Do đó, các bậc cha mẹ cứ suy nghĩ như vậy để chúng ta dành thời gian cho con cháu hơn. Bởi vì đối với tôi đó, người xuất gia, thì đệ tử của tôi còn nghe gián tiếp qua Facebook Thích Nhật Từ, Facebook Chùa Giác Ngộ. Và mỗi ngày đó, ít nhất đó, là 1 lần ở trong mùa an cư. Còn mỗi tuần đó, ít nhất là 3 lần các thầy lớn sắp xếp cho các chú mới xuất gia nghe pháp thoại của tôi trung bình 2 tiếng. Thì dầu cho tôi có đi xa đi nữa, thì các học trò của tôi vẫn nghe được những điều tôi dạy. Đó là một phần là bù đắp lại. Dầu như thế đi nữa, nó cũng không bằng trực tiếp tiếp xúc, hỏi han, quan tâm, rồi tháo mở, giúp đỡ, nâng đỡ, huấn luyện. Thì các bậc cha mẹ đó thì không bằng như thế đâu, không có bận rộn như thế. Thì phải cố gắng làm sao mỗi ngày đó chúng ta dành thời gian cho con em mình, nhất là truyền đạt kinh nghiệm sống với các kỹ năng sống. Phương diện thứ ba, cha mẹ đã làm điểm tựa tinh thần. Mỗi khi con cháu đau buồn, chẳng hạn như bị thất tình, bị thất nghiệp, bị thất bại, bị áp lực, bị trù dập, bị thương tổn cảm xúc, bị phớt lờ, bị cô lập, bị nói xấu, bị tấn công, bị hãm hại. Nói chung á, là gặp các khó khăn và nghịch cảnh. Nếu cha mẹ không làm điểm tựa tinh thần cho các con kịp thời đó, thì tôi xin cảnh báo quý vị, các con của quý vị sẽ có rủi ro rơi vào trầm cảm. Mà dấu hiệu của nó ban đầu là gì? Ít nói hơn, ít tâm sự hơn, ít chia sẻ hơn, không ăn cơm chung với cha mẹ, giam dốc mình trong một căn phòng, hỏi không mở miệng, rủ đâu con không đi chơi. Thì chúng ta biết đó là giai đoạn 1 của trầm cảm. Còn nếu như con của các vị than ngắn thở dài, nằm ban ngày, ngủ ban ngày, tư thế nghĩa là thiểu não, dáng đi mệt mỏi, buồn chán, tuyệt vọng, gương mặt lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu, không có nụ cười, thì lúc đó nó thuộc về giai đoạn 2 rồi. Và nếu như các cháu thỉnh thoảng nói gián tiếp cho người thân hoặc bạn bè rằng là tôi không muốn sống nữa, tôi thấy cuộc đời này buồn chán quá, vô vị quá, mất ý nghĩa quá, thì đó là giai đoạn 3 rồi. Tức là đèn đỏ. Các bạn phải dành thời gian, dù đang làm cái gì được phải bỏ hết, để nâng đỡ tinh thần cho con em của mình vượt qua cái khó khăn. Nếu các bạn không đủ sức tự mình làm việc đó, thì phải lập tức, thì có những dấu hiệu đó, dẫn các cháu đến chùa gặp các thầy, các sư cô để tư vấn tâm linh. Cũng cùng là một nội dung thôi. Khi mà cha mẹ nói chưa chắc con em đã nghe đâu, vì cha mẹ thương con quá, gần gũi con quá, sanh nhờn. Nhưng mà đến chùa các thầy, các sư cô nói, các cháu sẽ nghe. Đó là chưa nói đến kỹ năng nói, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng khích lệ và kinh nghiệm trong các vấn đề đó sẽ giúp cho các cháu bội phục, như là bị đi cuốc ở trong ruột, trong tim của mình. Các cháu dễ dàng làm theo để tháo mở. Có nhiều bậc cha mẹ đó, bao gồm ở nước ngoài và trong nước, cứ gọi điện thoại cho tôi: thầy ơi cứu tôi, con tôi sắp tiêu rồi, nó đòi tự tử hoài. Mà hướng dẫn kêu dẫn con tới chùa không chịu dẫn, tôi làm sao giúp được? Nếu các vị có thể giúp được thì các vị đã không nhờ đến. Mà mình đã không giúp được thì tại sao không dẫn đến cho người khác giúp giùm? Tư vấn thì không thể thiếu đương sự. Cứ như đi khám bệnh mà không có bệnh nhân, người thân đi khám giùm, bác sĩ làm sao khám? Khám bằng cái gì đây? Muốn giúp được thì giúp bằng cách gì đây? Rất nhiều cha mẹ đã được hướng dẫn như thế, và cái ngồi than tôi không thể dẫn nó đến chùa được, cái đó là bó tay chấm cơm. Thực tế không có gì là không thể, quý vị. Có những người thích dụ ngọt thì muốn dẫn con cháu đến chùa phải nói ngọt. Có những đứa nó mê tín thì phải nói đến chùa để coi bói, mặc dù đến không có coi bói gì hết, ta phải nói như vậy nó mới mê. Có đứa nó thích ăn, cái đó là đến chùa được ăn miễn phí. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em thi giao dược chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em thi giao dược chè. Tức là phải hiểu cái dướng kẹt của các cháu ở chỗ nào thì dụ các cháu ở chỗ đó nó đến. Các cháu thích bạn bè, tế chùa Giác Ngộ vào ngày Chủ nhật, 6-700 cháu thanh thiếu niên nó tới rồi nó mê chết luôn, bữa nào không cho nó đi nó còn khóc nữa. Không có gì là không thể. Còn trong trường hợp nó bị trầm cảm nặng quá thì các bạn phải trói tay nó lại, hay là 3-4 người ôm nó đưa lên xe taxi chở tế. Nó có la làng, đập bàn đập ghế, xô ghế cô không sao hết trơn. Tới đây thầy Trực Từ có cách. Ít nhất là quý vị phải dẫn đến chùa. thì nhà chùa mới giúp được. Và phải lắng nghe sự hướng dẫn, tập luyện, hỗ trợ tinh thần, hỗ trợ tâm lý, và theo dõi xem các cháu có tiến bộ không. Vì những cháu bị trầm cảm sẽ không muốn làm cái gì hết, có hứa cái gì đó làm nhiều nhất 2 ngày bỏ. Cho nên cha mẹ phải đồng hành, nâng đỡ tinh thần. Còn các cháu nào đang đi du học hay đang làm việc ở nước ngoài mà bị căng thẳng áp lực dẫn đến trầm cảm rồi tự tử, đừng có tiếc của, tiếc tiền gì hết, cho về ngay lập tức. Bởi vì ở nước ngoài đèn nhảy lấy tỏ mà nay lấy sống. Về ở các căn nhà thuê nó vẫn đanh như chùa Bà Đanh thì bệnh trầm cảm ngày sẽ nặng hơn. Còn cho về Việt Nam á, bước ra vài bước là gặp người, ở đâu cũng thấy nhóc người hết. Giao du, tiếp xúc, tâm sự, giải bài thì cái ức chế tâm lý nó giải tỏa là tương tác tích cực. Nhất là cho các cháu đến chùa vào ngày Chủ nhật. Đối với các cháu tuổi từ 14 trở lên, còn từ 13 trở xuống thì cho các cháu đến chiều thứ Bảy vào lúc 14:30. Các cháu sẽ được học kỹ năng sống, giá trị sống, đạo đức sống, lý tưởng sống, và các cháu sẽ hòa nhập được. Có nhiều bạn bè, rồi có bạn nam, bạn nữ, rồi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt tập thể, học những cái kỹ năng hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn nạn, kỹ năng vượt qua khổ đau, rồi nhiều kỹ năng khác. Ở nhà chưa chắc quý vị có thời gian dành cho các cháu, và nếu có chưa chắc quý vị nói mà các cháu nghe nữa. Thì đó là 3 điểm tựa mà các bậc cha mẹ phải nâng đỡ con em mình. Điều 2, con cái là điểm tựa của cha mẹ. Có nhiều người nghe cái này không đồng ý, vì họ nói rằng là suốt cả một kiếp người tôi lo cho con tôi không, con tôi có lo cho gì cho tôi đâu. Ở đây là lời đề nghị quý vị nên xem con em của mình là điểm tựa tinh thần của mình. Có nhiều bà vợ đó bị chồng đó, phụ tình, có khi là muốn tự tử chết, nhưng mà nhờ có những đứa con nó biết thương mẹ, nâng đỡ tinh thần mẹ, ủng hộ mẹ, và các bà mẹ lúc đó nghĩ rằng là tại sao mình phải chết, vô lý quá. Có được cái kiếp người này nó quá lợi ích, quá quý báu, tại sao mình không trân trọng cái quà tặng từ cha mẹ ông bà của mình, mà là đi phí phạm, đì đọt đó, trù dập đó, rồi tự tử. Đứa con trong tình huống đó đã trở thành điểm tựa tinh thần của người cha và của người mẹ. Trong nhiều năm làm mà công tác tư vấn đó, thì có một số cháu rất nhạy cảm. Cách đây chưa đầy 2 tuần, khi tôi và hội đồng điều hành, ban giám hiệu Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đến làm lễ phúng điếu và cầu siêu cho thân phụ của Thượng tọa Thích Tâm Đức, hưởng thọ 89 tuổi. Thì trên đoạn đường đi đó, từ đây ra Đồng Nai đó, thì đoàn của chúng tôi có 3 xe. Xe cuối cùng đó, Thượng tọa Minh Thành ngồi với một tài xế là Phật tử của chùa Giác Ngộ mình. Chỉ còn khoảng 5 cây số nữa là đến nhà của Thượng tọa Tâm Đức đó, thì có một cháu gái đó, nó đứng giữa đường nó quát. Thượng tọa Minh Thành cảm thấy xót xa quá, dừng xe lại hỏi thăm cháu, thì cháu nó bỏ nhà đi. Và Thượng tọa Minh Thành đó là bây giờ thầy đang bận, thôi con cùng lên xe với thầy, lát nữa thầy sẽ giúp cho con về nhà. Thì cháu đó ngoan ngoãn nghe theo. Và đến ngày lễ tang đó thì nhờ người thân của Thượng tọa Tâm Đức giữ cháu đó giùm. các thầy vào khóa lễ cầu siêu, thì sau một tiếng xong đó thì từ tổ Minh Thành mới giới thiệu đây là cháu mà tình cờ gặp giữa đường. Thì tôi nhìn bộ dạng của cháu tôi biết là cháu bị trầm cảm nặng. Thì tôi thưa quý thượng tọa là quý thượng tọa nếu có bận đó thì có thể về trước, tôi ở lại để giúp cho cháu này. Thì khi hỏi han trong vòng vài ba câu đó, vài ba phút thôi, thì cháu mới nói là cháu rất khổ. Hỏi sao khổ? Vì ba mẹ của cháu đó cãi lộn nhau mỗi ngày. Chứng kiến cái cảnh cha mẹ lời qua tiếng lại, giải quyết được chi đâu. Cái ám ảnh tâm lý đã làm cho đứa con đó bị khủng hoảng tinh thần. Nó mất niềm tin vào người cha, mất niềm tin vào người mẹ. Khổ dữ lắm. Và cái ức chế tâm lý đó nó chịu được không nổi, cho nên trước đó mấy ngày đó nó bị điên loạn tạm thời. Và cha mẹ nó phải đưa cháu này đã vào trung tâm tâm thần để điều trị cấp tính. Thì sau đó thì cháu hồi phục dần dần và trốn trung tâm, mới đi lang thang như thế. Thì tôi hỏi cháu số điện thoại của cha mẹ, tôi gọi liền ngay lập tức. Thì cha mẹ rất là mừng và đề nghị cho địa chỉ, lát nữa đoàn của tôi đi ngang qua để trả cháu về nhà. Sau khi tư vấn cho cháu xong rồi đó, tôi khuyên cha mẹ đến gặp tôi tại chùa Giác Ngộ. Thì 3 ngày sau đó đó, đúng với lời hứa, cha mẹ này đã dẫn cháu ấy đến. Và tôi mới yêu cầu cháu tâm sự những cái nỗi khổ niềm đau mà cháu ấy chứa đựng ở trong lòng bao nhiêu năm qua mà cha mẹ không biết đến. Cứ biết cái hậu quả là cháu này bị tâm thần mà không biết cái nguyên nhân nó từ đâu, làm sao giải quyết được vấn đề. Và rất may đó là cha mẹ này là thương con đó, mặc dầu chẳng biết tôi là ai, qua điện thoại để nhắn cái tin nhắn chùa Giác Ngộ thôi là cha mẹ đã thuê xe, mặc dầu gia đình rất nghèo, đến chùa Giác Ngộ để nhờ được tư vấn. Thì hôm đó khi trình bày đó thì hai anh chị đều khóc, và đứa con cũng khóc, và cam kết là sẽ thay đổi cái cách ứng xử với nhau, về nhau ở trong nhà, để cho cháu này không còn bị cái áp lực nữa. Và hãy xem đó, đứa con đó là điểm tựa tinh thần đi. Đó là đứa con có hiếu, nó muốn cha mẹ nó hàn gắn, chứ không muốn cha mẹ ly thân, rồi cãi vã nhau, lời qua tiếng lại, ăn miếng trả miếng, ăn thua đủ. Các bậc cha mẹ may mắn thì có được những đứa con như thế. Sức của nó là không được, thì nó tạo một cái cơ hội nào đó, với một cái nhân duyên nào đó, thì cái vấn nào đó được giải quyết. Nếu nó không bị điên tạm thời thì chưa chắc gia đình đó được hạnh phúc hơn. Do đó cha mẹ phải gần gũi với con em. Khi mà cha mẹ chu cấp được 3 điểm tựa tinh thần, điểm tựa đạo đức, điểm tựa kinh nghiệm trường đời và điểm tựa tinh thần cao quý đó, thì con em đó hồi đáp lại là hiếu kính với cha mẹ, vâng lời cha mẹ, nỗ lực giúp cha mẹ, học thật là tốt, vượt qua được các thói nghiện ngập như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ ăn chơi, nghiện tán dốc, vân vân. Đi thưa về trình, nói A là làm việc A, nói B là làm việc B, chứ không nói A làm B, nói B làm C. Nó tạo ra cái tính cách đó là chuẩn mực và uy tín, và tự kỷ luật chính mình, tức là biết vâng lời, biết nghe lời khuyên, biết làm điều hay, biết ủng hộ tinh thần, thậm chí là hy sinh thời gian và sức lực của mình để giúp đỡ cha mẹ nữa. Tôi gặp rất nhiều gia đình như thế. Những đứa con rất ngoan ngoãn, học rất vất vả, rồi đi làm thuê, làm mướn. Cách đây một tuần khi tôi về Vĩnh Long thuyết giảng tại trường hạ chùa Phật học Xá Lợi, thì bạn đường về đó đã 11 giờ hơn, thì tôi mới dừng lại ở tại cái điểm dừng chân Phương Trang hả Mai Linh gì đó quên à, Phương Trang phải không ạ? Rất là to, trong đó nó có một cái quầy bán đồ chai. Chủ quán này đó rất là hay, tức là tu sĩ thì miễn phí, đại gia thì lấy tiền. Thì tôi thấy hai cậu bé là khoảng chừng 6 tuổi bán vé số. Thầy ơi mua vé số đi, thầy ơi mua vé số đi, con bán hên lắm. Thì tôi mới nói là thầy thì không chơi vé số, nếu mà các con muốn ăn chay thì đi theo thầy. Hai cháu đi theo thì cho các cháu ăn thoải mái. Thì tôi mới hỏi các cháu mỗi ngày đó các con bán được bao nhiêu tiền lời. Thì hai đứa nó nói nếu hai anh em con đó mà cùng đi bán á, thì mỗi ngày chúng con kiếm được trung bình 120.000. Thuộc loại đẳng cấp à, giỏi á. Tức là hai cậu này rất là hiền, nó nói rất là ngoan, cho nên á ai không muốn mua mà nghe mấy cháu này nó nói rồi cũng muốn mua. Như vậy mặc dầu bán chỉ có mấy tiếng thôi, mỗi tháng các cháu đã có được gần 4 triệu đồng rồi, giỏi hơn nhiều người lớn. Thì tôi hỏi hai cháu là từ lúc mà các con mua bán đến giờ có khi nào bị ế không? Nó không, bán lên mấy giờ là xong, nhiều nhất là 12 giờ xong rồi tụi con đi học luôn. Hỏi có rớt môn nào không? Không. Rồi điểm hạng như thế nào? Xuất sắc. Có nghĩa là hai cháu này nó quá thông minh, nhưng mà gia đình nó khó quá, cho nên nó không nỡ nhìn thấy cha mẹ nó chân lắm tay bùn. Bố nó thì mới khoảng chừng là 40 tuổi, mẹ thì 30 hoài. Hai cháu mới học có lớp 5, lớp 6 vậy đó thôi. Và đó là những đứa con có hiếu. Và số tiền mà hai cháu này lời được á, khoảng 120.000 đồng mỗi ngày về đưa cho cha mẹ hết. Nó không xài một cái gì hết. Thì có được những đứa con như hiếu thảo như vậy đó, thì cha mẹ quá có phước à. Nó biết tự lo cho nó từ hồi nhỏ. Sao là vì cha mẹ phải lo cho con, mà bây giờ con cái ở cái tuổi vị thành niên lẽ ra hưởng được cái quyền được giáo dục, cái quyền được vui chơi, cái quyền được chăm sóc, cái quyền được giải trí từ cha mẹ và người lớn. Thì đằng này các cháu tình nguyện làm, nhưng mà cha mẹ khó khăn quá, đã bất đắc dĩ để cho con mình làm công việc đó. Để chia tay các cháu thì tôi chỉ có lời khuyên thôi, mong các con là đừng bỏ học. Mà nếu thấy cái việc học á, kết quả bị sa sút á, thì ngưng bán đi. Ba mẹ con á, có bận thêm một chút nữa không sao đâu, vất vả thêm một chút nữa không sao đâu. Các con phải có kiến thức rộng, hiểu biết nhiều, mới thay đổi được cái nghiệp nghèo của cha mẹ và ông bà. Hai cháu nó cúi đầu vân vân vậy. Nhiều bậc cha mẹ đó được hạnh phúc đó, không phải là mong đợi gì con mình trở thành ông này bà nọ đâu, chỉ mong cho con mình thành tài thôi, cũng chả có mong con em của mình nó hồi đáp về tiền bạc để nuôi cho cha mẹ ở tuổi xế chiều. Chỉ mong cho con mình ngoan ngoãn, không thói hư tật xấu, không chơi với kẻ xấu, không dướng vào tù đầy, không làm mất thanh danh của gia đình và họ tộc, là nhiều bậc cha mẹ sướng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Do đó các bạn trẻ nên nhớ điều đó, hãy làm cho các bạn trở thành tâm điểm tinh thần của cha mẹ mình. Trong thời gian còn đi học thì các bạn nên vượt qua những cái nghiện, nhất là nghiện game điện tử. Nó làm cho các bạn sống với ảo giác là tôi sẽ trở thành một game thủ quốc tế, game thủ khu vực, game thủ quốc gia. Nó làm cho các bạn hãnh diện tự hào trong thế giới ảo đó. Nhưng rồi các bạn sẽ sa sút tinh thần, sa sút việc học, bỏ bê, tốn tiền, bỏ học, mà nhất là học cử nhân ở những cái trường tư. Các bạn phải thấy rất rõ, mỗi một mùa học như vậy đó, cha mẹ các bạn phải tốn đến 10 mấy 20 triệu đồng. Là khi các bạn châu đầu vào trong các trò chơi điện tử chả có tương lai. Nó dụ kỳ các bạn tốn hết tiền này đến tiền nọ, rồi các bạn đó gọi là tiếc nuối, gọi là muốn gỡ, đã tốn tiền rồi, đã mất tiền rồi, muốn chơi gỡ lại, gỡ gạt lại, gỡ hòa lại. Và điều đó cũng giống như là nghiện cờ bạc, càng nỗ lực gỡ, các bạn càng trắng tay hơn. Cho nên tôi thường khuyên các Phật tử, nếu nhà rộng đó có nhu cầu cho thuê đó, thì nhớ đừng cho thuê làm những nghề này. Thứ nhất là nghề buôn bán thực phẩm mặn, vì nó giết biết bao nhiêu là loài gia súc. Thứ hai đó là cho thuê làm internet, mà phần lớn chỉ là game điện tử. Nó làm hư cuộc đời không biết bao nhiêu cháu tuổi thơ và thanh thiếu niên. Thứ ba đó là những cái nghề phạm pháp. Thứ tư là những cái nghề trái với đạo đức Phật dạy: sản xuất buôn bán vũ khí, sản xuất buôn bán ma túy, những chất gây sai, sản xuất buôn bán rượu bia, sản xuất buôn bán độc dược. Rồi nghề lầu xanh, tức là bán trôn nuôi miệng. Dầu cho tiền thuê đó có nhiều đi nữa, các bạn cũng nên nói không, vì hậu quả từ cộng hưởng nghiệp mà các bạn phải gánh cùng với cái người mà các bạn cho thuê đó không phải là nhỏ, không thể xem thường được. Cho nên các bạn trẻ phải nỗ lực vượt qua cái nghiện. Dù đó là nghiện cái gì? Ma túy thì gồm có nhiều loại: đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ Mỹ, bồ đào, heroin, và bây giờ có thêm thổi bong bóng nữa. Ở đây có bạn nào biết thổi bong bóng giơ tay lên? Trời ơi, hai bé nhỏ biết à? Vậy thầy hiểu rồi, nó chơi bong bóng, nó thổi bong bóng. Có hai loại thổi bong bóng: thổi bong bóng thường không có gì hết á, còn thổi bong bóng ma túy đó, đó là một cái trò chơi mới mà dân nhà giàu đi vào các quán bar thường chơi, mà cảnh sát phần lớn không biết. Có bong bóng mới thổi thôi, mà trong đó nó có cái chất ma túy. Cho nên khi tiếp xúc cái mũi, cái miệng thổi vào đó là bắt đầu nó gây cái ảo giác, có cảm giác như là mình đang sống ở trên một cái thế giới thiên đường nào đó, thiên bồng lạc cảnh nào đó, lăn lăn nhẹ nhàng, bay bổng, hân hoan. Rồi sau đó là tìm kiếm các hưởng thụ tính dục, rồi trở thành đó bà mẹ ở tuổi vị thành niên, hay là bà mẹ đơn thân. Rồi các cậu con trai đó thì trốn trách nhiệm, và sau đó là gần như là chết cả cuộc đời, khổ cả gia đình. Nhiều bậc cha mẹ đó đến chùa cho biết là con bị nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, khổ lắm, khóc lóc. Dầu họ có tiền rượu miễn bạc cũng không có hạnh phúc được. Các bạn trẻ có thể không biết những điều này, vì cha mẹ các bạn trước mà các bạn không có khóc, để giữ điềm tĩnh, giữ bản lãnh, để giữ uy tín với các bạn. Nhưng mà khi đến chùa đó là cha mẹ các bạn đó, dầu có cứng rắn cỡ nào cũng mềm nhũng như là nước, vì quá khổ đau, quá đè nén. Thì nói việc đó để mà các bạn trẻ thấy rõ được cái điểm tựa tinh thần của cha mẹ từ con cháu là gì. Con cháu phải ngoan ngoãn. Nếu các bạn thành đạt nữa thì quá tốt, giàu sang, phú quý, danh dự, vị thế xã hội cao, thì cha mẹ hạnh phúc biết bội phần. Tôi kể về bản thân của tôi để các bạn có thể tham khảo. Lúc tôi mới bắt đầu thọ giới tỳ khu, chính thức làm thầy vào năm 1988, nay đó đã là 30 năm, thì tôi vẫn còn là một ông thầy trẻ thôi. Này, trong Phật giáo tôi gọi là ở chúng, tức là một thành viên của chùa. Má tôi thì buôn gắn bán bưng ở chợ Gò Dấp, thành phố Hồ Chí Minh. 3 giờ khuya đó là bà đã thức dậy nấu cháo bán rồi. 11 giờ rưỡi khuya đó mới hoàn tất là đi về nhà. Rồi dọn dẹp xong là đã 12 giờ rồi, hầu như là không thấy mặt con cái. Thì khi tôi đi tu đó thì cứ mấy tuần một lần là tôi ghé thăm mẹ tôi. Thì giờ thăm bằng cách nào? Tôi phải ghé chợ thôi. Thì mẹ tôi ngồi ở chợ chứ đâu thể về nhà mà tiếp mình được. Mà dĩ nhiên quý vị biết là cái nhạy cảm lúc đó đó, người ta xem tu sĩ là dị hợm lắm. Nhất là những người làm nhà nước hay là những người mà quản lý tôn giáo, ta xem là tu sĩ là gì? Là trùm gửi, người ăn bám, người lừa biếng, người không chịu lao động, đó là người bi quan yếm thế, chán chùa tuyệt vọng gì đó. Ta nghĩ vậy đó. Dân gian người ta cũng nghĩ theo. Tôn giáo là thuốc phiện. Ta thấy hình ảnh của thầy tu đó, nó có gì đó nó ảm đạm lắm. Thì khi mà tôi ngồi ngay cái quán của mẹ tôi đó, thì dĩ nhiên có nhiều người tôi nói: ông thầy tu này ăn mặn. Mà tôi nói phải, đây là con trai tôi, ông thầy Nhật Từ, ông ở chùa Giác Ngộ. Tôi cảm thấy là mẹ tôi rất hạnh phúc khi bà giới thiệu với mọi người xung quanh đó: đây là con tôi, con tôi là ông thầy tu, ông thầy tu được mọi người kính trọng. Đó là hạnh phúc tinh thần thôi. Và khi tôi làm trụ trì chùa Giác Ngộ vào năm 92, tôi vẫn tiếp tục về thăm mẹ tôi và thăm cũng ở chợ. Mẹ tôi mừng hơn thế. Đó là điểm tựa tinh thần. Nhiều bậc cha mẹ chẳng cần chúng ta cho tiền bạc gì đâu. Do vậy khi các bạn trẻ từ vùng quê lên các thành phố lớn học hay là lập nghiệp đó, hoặc là các bạn trẻ được cha mẹ vay tiền ngân hàng, bán một cánh đồng ruộng, bán một cái mảnh đất của gia đình, thậm chí gọi là thế chấp cái ngôi nhà, để cho các bạn có được tiền đi du học ở nước ngoài. Mà cái kỳ vọng của cha mẹ là gì? Các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng. Thì các bạn đừng nên vì sự hưởng thụ của bản thân mà quên đi cái vai trò đó là thay đổi cuộc đời của mình bằng sự học, để theo đó có được một lập nghiệp rất là vững vàng. Hai lần tôi thuyết giảng ở Nhật Bản, tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở 8 thành phố lớn, thì các cháu đó phần lớn là đến từ các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Chúng ta biết là đây là những cái tỉnh nghèo nhất nước Việt Nam. Cha mẹ của các cháu phải vay và bán. Thì qua bên bển phần lớn các cháu nó đâu có tiếng Nhật giỏi, áp lực kinh khủng. Bởi vì những người làm cái công việc môi giới đã lừa đảo với một cái tiền cò quá cao, rồi hứa hẹn cho các cháu qua bên bển sẽ có được việc làm. Nhiều cháu không tìm được việc làm, tiền nợ nần thì nó lũy tuyến theo ngân hàng. Áp lực đó đã làm cho nhiều cháu Việt Nam đó đã trở thành những kẻ ăn cắp, và đã biến cho Việt Nam trở thành một hình ảnh xấu nhất trong tội phạm tại nước Nhật Bản. Việt Nam hiện nay đang đứng đầu, vượt qua kỷ lục tồi tệ của Trung Quốc từ năm 1917 trở về trước. Có một số cháu đó là thấy cái tương lai nó mênh mông quá, không biết đâu mà mò, không biết đâu mà lần. Thì tương tự ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, nhiều cháu đó đã nghiện ma túy, nghiện hưởng thụ ăn chơi, Ở nhà đó thì cha mẹ nai lưng ra mà làm, nai lưng ra trả nợ, nhưng mà con cháu đó thì hư. Biết được các sự thật đó đó, có nhiều người cha mẹ tự tử mà chết, hoặc là điên loạn. Do đó đó, khi mà tuổi trẻ chúng ta có tinh thần tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ, không ăn bám cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, làm nghiệp chân chính, học lên từ trên chốt, nghiêm túc với chính mình và nghiêm túc có trách nhiệm với cuộc đời của mình, thì các bạn đó đã mang lại một niềm hạnh phúc tinh thần rất lớn ở cha mẹ của mình. Điều 3, khi vô thường đến ... thì tôi muốn dùng 3 đó đó để cho mọi người tự suy nghĩ cái vô thường đó xảy ra đối với bản thân mình, gia đình mình, cha mẹ mình, con cháu mình. Chúng ta sẽ như thế nào? Ngày hôm qua trong đại lễ Vu Lan chính thức của chùa Giác Ngộ đó, thì trong 3 bài đọc có 2 bài đó là hoàn cảnh thật. Bài đầu tiên đó là thay thế cho tất cả những người con hoài niệm ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Còn bài thứ 2 đó mô tả tâm trạng một người mất cha. Mọi thứ đó nó trở nên khó khăn hơn, mệt mỏi hơn, thách đố hơn. Còn khi còn người cha, cha làm tất tần tật mọi thứ đó cho con, và nhất là cho con gái. Bài cuối cùng cũng là tâm sự của một người mất cha, thì trong gia đình đó trở nên cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo. Cái trách nhiệm gia đình đó đó, các anh chị em phải san sẻ nhau, mỗi người gánh vác một phần. Bởi vì năm nay đó thì trong nhóm các Phật tử chùa Giác Ngộ không có người kém may mắn mất mẹ, cho nên không có cái bài tâm sự về mất mẹ. Thì trong các bài đọc này đó chúng ta thấy rất rõ, khi mà vô thường xảy ra, nỗi khổ niềm đau mà những người còn lại đó nhìn thấy là đau đớn lắm. Đến lúc đó đó chúng ta mới quý trọng những tình cảm cao quý, những đóng góp cao quý, những hy sinh cao quý mà cha mẹ đã dành cho chúng ta. Và lúc mà cha mẹ đã còn sống, mình xem đó là chuyện đương nhiên. Ông bà sanh ra tôi, ông bà phải nuôi tôi muốn cái này, ông bà phải chiều theo. Và nhiều đứa con bất hiếu đến độ đó, gọi là chạy đua vũ trang với bạn bè mình. Bạn có iPhone 10 về nhà cũng muốn cha mẹ mua mình 10. Mình đâu phải ông nội của cha mẹ mình đâu mà muốn như vậy. Mà nếu là ông nội thì ông nội thương cha mẹ chứ đâu có đòi hỏi vậy. Rất là vô lý. Gia đình mình khó khăn thì phải hoan hỷ và hài lòng với cái phận khó khăn đó. Thực tế đó, nếu các bạn muốn học giỏi, các bạn phải xa lánh điện thoại thông minh, xa lánh internet, xa lánh TV đi. Không phải là tôi nói dốc đâu. Tôi đã trải qua thời gian học sinh, sinh viên. Rồi bây giờ đó tôi làm nhà giáo, dạy cấp cử nhân và thạc sĩ từ năm 2002 đến bây giờ. Tôi thấy rất rõ điều đó. Thời gian mà tôi học tại Ấn Độ năm 1994 đến 2001 thì internet đó, bắt đầu nó cũng đã rợ nổ rồi. Điện thoại cùi bắp của Nokia và nhiều hãng nó đã có rồi. Nhưng mà tôi tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động, tuyệt đối không sử dụng máy lạnh. Và giờ tôi làm trụ trì, tôi có thể mua 2-3 cái máy lạnh, đâu có khó khăn gì. Tuyệt đối không sử dụng xe Honda luôn, đi bộ, đi xe đạp để vận động thân. Tức là tiết kiệm những chi tiêu ở mức độ có thể. và dành cái số tiền còn dư lại đó mua sách. Cho nên cũng với 7 năm mấy học, khi về là Việt Nam đó, tôi mang theo được là 5.000 quyển sách tiếng Anh để làm dữ liệu tham khảo. Vì bộ nhớ của con người không thể như là ổ đĩa vi tính được. Đó là chưa nói đến cái tuổi ngày càng lớn á, thì cái ký ức của chúng ta ngày càng giảm. Và tôi quyết định không ở nhà thuê, mặc dầu tôi có khả năng tài chính. Tôi phải ở 4 ký túc xá. Quy định của ký túc xá Ấn Độ thì cho được 2-3 năm thôi. Khi hết hạn, không được tái gia hạn, tôi phải xin ký túc xá khác. Vì ở ký túc xá, cái tiền chi phí nó bằng 1/4 so với thuê nhà bên ngoài. Nhưng mà quan trọng hơn nó phải nằm ở tiền mà nằm ở chỗ là gì? Ký túc xá Ấn Độ ăn chay trường. Đó là cái điểm rất là đặc biệt. Và làm tu sĩ mà ăn chay trường ở trong ký túc xá thì khỏi phải đi chợ, khỏi phải cắt gọt, nấu nướng, mất thời gian, và dành thời giờ cho việc học và việc tu. Từ lúc tôi đi học cho đến lúc tôi về, chưa bao giờ tôi viết một lá thơ nào than vãn cái khó khăn cho người thân của tôi trong gia đình, hay là người thân của tôi ở chùa Giác Ngộ. Nó thú thật quý vị vậy. Cái giai đoạn đó thì chỉ có 25 tăng ni đầu tiên đi du học. Tất cả nó là mới mẻ. Giờ ở Ấn Độ, quý vị không thể tìm ra được một đồng xu nào hết á. Đi học ở Ấn Độ có muốn đi làm thêm cũng không ai thuê mình làm, và cũng không ai cho mình làm. Giống như là ở Mỹ, Canada, châu Âu, sinh viên học sinh còn được làm part time, mỗi một giờ chúng mình là được 11 Mỹ Kim. Nếu làm 4 giờ thì có được là 40 mấy đô, trang trải những cái là chi phí đỡ cho cha mẹ. Còn đi Ấn Độ là không thể tìm ra một đồng xu nào hết. Thì nói như vậy để chi? Nó là một cái tham khảo về lối sống tiết kiệm. Khi tôi làm Phật sự thì tôi không tiết kiệm một cái gì hết. Cái nào đáng chi là tôi không bao giờ tiếp một đồng. Chi rất mạnh để thành được Phật sự. Nhưng mà cho bản thân thì rất cân nhắc cái gì nên và cái gì không nên. Tức là tiện tặng. Thì các bạn cũng tập thói quen đó khi còn trẻ, để chúng ta quản trị cái nguồn tài chính. Có thể bây giờ các bạn mới thu nhập được rất ít, nhưng về sau này dần dà qua kinh nghiệm sống, rồi sở trường chuyên môn, nếu các bạn may mắn trở thành các ông chủ, các bà chủ, các bạn làm giàu, trở thành trung lưu, thượng lưu, triệu phú, tỷ phú, thì các bạn cũng nên tiếp tục giữ cái phong cách cái nào đáng chi thì chi, có nào không đáng chi một đồng xu cũng không bỏ ra. Thì lối sống đó đó, các bạn sẽ là có được những cái sự phòng hờ về sau này rất tốt. Khi vô thường đến đó, thì chúng ta không ngờ được đâu. Người thân của mình mới bắt tay mình, mới ăn cơm chung với mình, mới tâm sự, và bây giờ trở thành người thiên cổ. Chúng ta hụt hẳn lắm. Vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất cha mẹ, cháu mất ông bà, người thân mất nhau. Nhất là những người mất mát đó đó đã có nhiều đóng góp cho gia đình và cho họ tộc. Cái đó mới gọi là mất mát. Sự ra đi đó được gọi là mất mát, còn mà không được gọi là vắng bóng thôi. Có một số người có mặt trong cuộc đời đó, thì sự có mặt đó là hiện hữu. Sự ra đi của họ do hết nghiệp, hết tuổi thọ, do một cái rủi ro nào đó, thì được gọi là vắng mặt hay là vắng bóng, không có giá trị nhiều. Nhưng có rất nhiều người đó, sự có mặt của họ ở đâu là mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, cho những người thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội, cho thế giới. Và họ giúp cho những người khác cũng làm được những điều như thế này, thì sự ra đi của họ trong vô thường đó được gọi là mất mát lớn lao. Và theo Đạo Phật đó, chúng ta phải thường xuyên quán vô thường để nhắc nhở mình. Bài kinh 16 hơi thở thiền mà tựa đề gốc đó là kinh Quán Niệm Hơi Thở, nói về 16 kỹ năng hít thở thiền. Ở 4 kỹ năng cuối cùng đó thì tôi xin nhắc lại 4 động từ mà các bạn nên nhớ thuộc lòng: vô thường, lìa tham, đoạn diệt và buông xả. Thì cái cách mà Đức Phật hướng dẫn ở 4 cái hơi thở thiền này là gì? Hít vào một hơi thật là dài, trung bình 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra một hơi thật dài 6 giây, nín thở 2 giây, chu kỳ thở 4 thì đó đã làm cho các bạn điều hòa nhịp tim, kích thích neuron thần kinh, tư nhuận máu, tinh thần sảng khoái, thoải mái, rũ bỏ các căng thẳng, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, lo lắng, sợ hãi. Các bạn trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn. Khi hít thở các chu kỳ thở 4 thì nêu trên, các bạn nhớ liên tưởng tôi nhận thức mọi sự, mọi vật vô thường. Rồi khi mình thấy như vậy thì mình sẽ lìa cái lòng tham liền. Tài sản không bao giờ theo chúng ta sau khi chúng ta chết. Tài sản phi pháp sẽ không thể nào bền vững với chúng ta, và nó sẽ bị tổn thất qua 5 con đường. Đó là bị hỏa hoạn, bị lũ lụt, bị nhà nước tịch thu, bị người thân phá của và bị bệnh tật làm cho tổn thất. Như vậy, sống trong cuộc đời vô thường này, vì phạm pháp, trái lương tâm, ngược đạo đức, ma lanh, lũng đoạn, qua mặt luật, chúng ta có thể làm giàu tức thì. Nhưng rồi có đó được cái gì? Chúng sẽ bị tan biến vào một trong hoặc là bao gồm 5 cách về điều. Và đăng ký hậu quả nghiệp đeo bám chúng ta kiếp này và những kiếp sau, chúng ta phải trả. Đó là chưa nói đến các hậu quả luật pháp, có thể ở tù rụng xương. Thì nhận thức đó nó làm cho chúng ta sống tốt hơn, sống lương thiện hơn, có trách nhiệm hơn. Mọi người rồi phải chết, tôi cũng sẽ phải chết, cho nên quỹ thời gian còn lại của kiếp người của tôi đó, có ngắn ngủi cái nào đi nữa, tôi vẫn lạc quan, năng động, yêu đời, làm các việc đáng làm, việc nghĩa, việc phúc, việc đức, việc Phật sự, việc nhân đạo. Đừng bao giờ ở tuổi xế chiều mà nghĩ đến việc hưởng thụ. Tuổi xế chiều là chăm sóc hạnh phúc, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm bằng đời sống đạo đức và tâm linh. Hưởng thụ mấy chục năm trong đời là quá đủ rồi. Ở tuổi xế chiều thì đừng có bận tâm hưởng thụ nữa. Giải trí cao quý, tham dự các hội đoàn cao quý, sinh hoạt Phật pháp, sinh hoạt tâm linh, chúng ta có những ngày tháng cuối đời đó trong hạnh phúc và bình an. Bằng sự quán tưởng rằng mọi thứ sẽ vô thường, nỗi khổ niềm đau chúng ta cũng liên hệ rằng nó vô thường, không giữ nó trong lòng mình. Hận thù, oan trái, căng thẳng, khó chịu, bực tức, tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đó cũng sẽ bị vô thường chi phối, chúng ta không giữ nó trong tâm mình. Dại lắm mới nuôi dưỡng nó ở trong lòng mình, và chúng ta vô tình biến mình trở thành nạn nhân. Điều cuối cùng đó là điểm tựa Phật pháp. Vợ chọn chồng làm điểm tựa, chồng lấy vợ làm điểm tựa, cha mẹ an ủi vào con cái nương tựa vào cha mẹ. Chúng ta nương tựa nhau. Các nương tựa này bị vô thường chi phối, dù muốn hay không muốn. Do đó từ thuở lên ba, các bậc cha mẹ và ông bà nếu thật sự thương con cháu mình, hãy cho con cháu làm Phật tử. Mấy năm vừa qua đó, tôi đã nỗ lực hết vô liêm, hết công suất ngày và đêm, tổ chức nhiều khóa tu, nhiều khóa học Phật cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần, và kêu gọi nhiều tăng ni trẻ. Làm thế nào đó để hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, các chương trình sinh hoạt thích hợp cho mọi lứa tuổi đó phải được tiến hành. Các tu sĩ đó phải khởi tâm từ bi lớn, tâm bồ đề lớn, thương Phật tử của mình đang chìm trong nỗi khổ niềm đau bởi mê tín dị đoan, bởi mù chữ Phật pháp và bởi nhiều cái nguyên do khác. Đã đi tu thì đừng nên nghĩ hạnh phúc cho riêng mình nữa. Nếu ai đi tu mà mỗi ngày đã chỉ biết đến 3 bữa ăn, niệm Phật, lại Phật, tụng kinh hết, thì theo tôi làm tại gia xuống hơn. Đời sống tu như vậy mặc dù tốt cho đương sự đấy, nhưng mà lại vô ích cho người tại gia, vô ích cho cuộc đời. Chúng ta thử liên tưởng Đức Phật Thích Ca chối bỏ cơ hội làm vua, ăn trên ngồi trước, muốn cái gì không được, hưởng thụ thượng đẳng tiêu chuẩn thế giới, Ngài bỏ lại sau lưng hết và xem ngai vàng như là đôi dép bỏ, tài sản của kẻ vật chất như là rác rưởi. Cho nên Ngài mới tình nguyện trở thành nhà tâm linh, trải qua 6 năm gian khó. Như tôi xuất thân từ gia đình nghèo, tôi đi tu là chuyện bình thường quý vị. Tôi thấy là bình thường thôi, không có gì là ghê gớm. Nhà tôi nghèo quá nhưng mà tôi cũng may mắn là có hạt giống Phật pháp từ nhỏ, cho nên lần đầu tiên đi chùa rồi tôi đã quyết định trở thành tu sĩ rồi. Cha mẹ tôi cấm tôi vẫn đi. Còn như Đức Phật Thích Ca đang là Đông Cung Thái Tử mà bỏ ngôi đi tu mới là chuyện lạ, mới là đáng khen. Ở Việt Nam chúng ta thì có Đức Vua Trần Nhân Tông, mới có 40 tuổi thôi đã trở thành Thái Thượng Hoàng, lui lại sau lưng để nuôi dưỡng con của mình là Thái tử Trần Anh Tông, và sau đó nâng lên thành là vua Trần Anh Tông, và ông trở thành thiền sư. Rất tiếc là do vì tu khổ hạnh ở núi Yên Tử, thiếu các tiện ích, Đức Vua Thiền Sư Trần Nhân Tông đã qua đời ở tuổi 51 sau 11 năm đi tu. Chứ nếu Ngài mà sống thọ 90 tuổi hay 100 tuổi thì lợi lạc cho Phật giáo đời Trần đó là lớn gấp 10 lần. Cho con điểm tựa Phật pháp quý hơn cho kim cương và vàng. Các bạn nên nhớ điều đó. Hồi Tết này đó, có một gia đình dẫn mấy cháu ấu niên đến, chưa kịp cho lì xì là hai cháu khóc à. Tôi hỏi là sao mà Tết mà con khóc? Nó nói là mẹ con xấu lắm. Hỏi sao xấu? Mẹ con không dẫn con đến chùa sinh hoạt vào thứ Bảy. Thế tôi mới cười, nói là các con ngộ nhận mẹ con rồi, vì mấy tuần qua là nghỉ Tết, mẹ con đã giải thích như thế mà mấy đứa này nó không nghe. Rồi khi mà nghe thầy nói thì nó mới tin. Nó cứ tưởng rằng là mẹ bận rộn quá, lười không dẫn chúng đi chùa, cho nên chúng phải xa lánh Phật, xa lánh các thầy, xa lánh bạn bè. Và khi nghe giải thích nó mới mừng. Tôi đưa một cái ví dụ đó cho thấy là gì? Khi lần đầu tiên đó, các bạn với vai trò là cha mẹ ông bà dẫn con đi, nó không muốn đi đâu. Bây giờ nó coi tivi, nó nghe nhạc, nó chơi, nó giỡn, nó ăn uống, nó quậy phá. Bây giờ đến chùa, nó biết chùa là cái gì đâu đến. Rồi nó tưởng là đến chùa đó là đi tu, nó sợ. Nhưng mà đi đến lần thứ ba rồi đó, mà hôm nào các bạn bị bận rộn không dẫn con đi, con nhà nó buồn lắm. Các bạn cha mẹ có con đi sinh hoạt vào chiều thứ bảy này có thấy vậy không ạ? Vậy ở đây không có người đi hả? Do đó điểm tựa Phật Pháp đó, là bền vững, không bị vô thường chi phối. Ở tuổi nào, hoàn cảnh nào, tình huống nào, chúng ta có thể bị người thân bỏ rơi, hoặc là bị vô thường chi phối dẫn đến tình trạng bị bỏ rơi, cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán, khổ đau. Nhưng điểm tựa tinh thần đó không bao giờ ly dị chúng ta, không bao giờ ly thân khỏi chúng ta. Đức Phật sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc đời, chân lý Phật sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, trong nghề nghiệp, ở mọi tình huống, ở mọi nơi. Hãy nhớ điều đó. Và muốn như vậy đó, thì ngoài việc dẫn con cháu đi chùa, các bạn nên nhận các quyển kinh do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống, bao gồm Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, rồi các quyển sách Phật giáo hay khác. Lúc rảnh rỗi các bạn giả vờ yếu mắt, nhờ con cháu đọc một bài kinh nào đó. Thay vì kêu nó đọc đó, nó tụng lắm tụng đâu, nó lười mà. Các bạn nằm ở trên ly vân, nằm trên võng, mắt của bố, mắt của mẹ mờ quá, con đọc dùm cho bố mẹ nghe. Thì mỗi ngày các bạn cứ cắt cớ như vậy cho con cháu các bạn đọc khoảng 15 phút thôi. Những bài kinh như là kinh Thiện Sinh, kinh Người Áo Trắng, kinh Phước Đức, kinh 16 cánh cửa Bài Vong, kinh Hiền Nhân, vân vân. Đảm bảo sau vài tháng con em của các bạn sẽ thay đổi tính tình, nhờ hiểu biết chân lý Phật, hiểu biết các kỹ năng sống để sống có giá trị, sống có hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Các gia đình mẫu mực thì ở nhà nên có bàn thờ. Hôm nào, tuần lễ nào không đi chùa được á, thì cả gia đình ngồi trước bàn thờ cùng ôn lại một bài kinh. Ở trung tâm Làng Mai đó, Chánh Thức Thiền Sư Nhất Hạnh làm giống thời Đức Phật ngày xưa. Vì ngày xưa không có microphone, không có cái công cụ khuếch đại âm thanh, cho nên đó là mỗi một vị tăng sĩ đó thường phụ trách một cái nhóm khoảng 30-40 người thôi, ngồi thành các vòng tròn đồng tâm. Có người nhìn thấy lưng Phật, có người nhìn thấy vai Phật, có người nhìn thấy phía trước Phật. Thì bằng cách đó, thì mọi người mới nghe được trong một cái cự ly đường kính hay là bán kính nhất định. Thì các bạn với vai trò làm cha mẹ, sau khi cả gia đình lại Phật xong rồi đó, thì hai cha mẹ ngồi xoay lưng với bàn thật giống như tôi đang ngồi đây. Rồi những đứa con á, ngồi đối diện với các bạn. Các bạn mở bài kinh ra, các bạn đọc lên cho các con các bạn nghe, chú tâm nghe. Thì tại Làng Mai đó, cái thời kinh buổi sáng, thay vì ở các chùa là đọc tập thể, mà đọc thì rất là nhanh. Có nhiều nơi đó là đọc như là xe lửa chạy, làm sao nhớ hết được. Thì ở Làng Mai đó là chọn người có giọng đọc hay nhất. Mỗi người mỗi ngày đó có một giọng đọc khác nhau, diễn cảm thật là xúc động. Cái nội dung của bài kinh tất cả mọi người phải ngồi lắng nghe. Lắng nghe thì chú tâm. Còn cái mình đọc là mình để ý đến con mắt, chưa chắc để ý đến cái lỗ tai, chưa chắc để ý đến cái tâm nữa. Và bằng cách đó đó, nội dung chân lý Phật sẽ được thâm nhập vào trong cuộc sống của con em các bạn và bản thân các bạn. Và gia đình nào con cháu có chí nguyện đi tu làm cha mẹ ông bà, các bạn không nên làm kỳ đà cản mũi. Vì thế đó là đang đè ép cái hạt giống đó không có cơ hội được nảy mầm. Các bạn nên nhớ điều đó. Nhiều hòa thượng hồi nhỏ đi tu phải trốn cha mẹ, vì cha mẹ không phải là Phật tử tuần thành. Cho nên khi mà thấy chí nguyện của con mình muốn đi tu á, thì cái lại ngộ nhận rằng là nó thất tình, giống như chuyện tình Lan Nhà Đẹp, cắt đứt dây chuông để cài dây điện thoại. Cái đó là tầm bậy. Nhóm tự lực văn đoàn có ý thức hệ Công giáo, cho nên đó, những cái câu chuyện văn học mà họ đưa vào trong văn học Việt Nam mô tả hình ảnh của tăng ni, nó có vẻ gì đó là buồn chán, tuyệt vọng, thất tình, bế tắc, bất tài, vô dụng mới đi tu. Do đó đó, tôi khuyên các văn nghệ sĩ đó, khi đến chùa ca thì đừng bao giờ ca những cái bài chuyện tình Lan Bà Điệp, vì đây là tầm bậy. Tại vì thỉnh thoảng cũng có một thiểu số những người thất tình đi tu, nhưng sau đó được hướng dẫn để tu chân chính thì cũng tốt. Đại đa số là có lý tưởng đàng hoàng, có nhiều người giàu sang phú quý nhưng mà không mang đến, bỏ đi tu. Lát nữa, một vài phút nữa đây thôi, thì chùa sẽ tổ chức xuất gia cho mấy cháu thanh thiếu niên. Thì có một cháu đâu mất rồi, con tên gì thầy quên rồi, con đứng lên thử coi. Con là Giác Thanh Hiếu, thầy nhớ rồi. Thì cháu này đó là con của chị Giác Thanh Nhã. Gia đình giàu có, nứt vách, mà không muốn hưởng thụ, muốn đi tu. Đang kia là đẹp gái chứ đâu phải là xấu đâu, đúng không ạ? Học là xuất sắc, đi tu như vậy mới quý. Ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh á, thì có ni sư Tịnh Vân. Ni sư rất là đẹp người, giỏi 3 ngôn ngữ, giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Trung, giỏi tiếng Bali, và là giảng viên á, dạy 3 ngôn ngữ này ngoài dạy Phật học. Thì nhiều người hỏi ni sư là tại sao đi tu, đẹp quá đi tu. Thì ni sư trả lời vì tôi đẹp tôi mới đi tu, chứ còn tôi xấu tôi không thèm đi tu đâu. Đẹp mà không thèm lấy chồng đi tu mới ngon, không? Còn mình xấu quá không ai thương mình, nó đi tu là chuyện bình thường. Tức là con nhà giàu, học giỏi, thông minh, cái tiềm năng tương lai tươi sáng là rất lớn, mà bỏ qua đi tu là rất đáng trân trọng. Thì nhiều chú khác cũng gia đình khá giả, không muốn hưởng thụ, đi tu. Dĩ nhiên đó, nếu nói về tỷ lệ thì số lượng những thanh thiếu niên đi tu xuất thân từ gia đình thành công giàu có đó là một thiểu số thôi. Ở Thái Lan thì có, ở Malaysia và Thái Lan đó, có 2 tỷ phú có con trai đi tu trở thành tăng sĩ Phật giáo. Còn ở Mỹ thì có một hoa hậu quý bà trở thành sư cô. Tức là đang thành công, giàu có, đi tu như vậy nó mới ngon chứ, phải không ạ? Chứ còn thất bại, chán chường, tuyệt vọng, bế tắc, vào chùa ẩn dương nương cửa Phật để có ngày 3 bữa cơm thì đi tu đó làm gì cho mệt, ở nhà cho rồi. Cho nên đó, nhân dịp này thầy mới khuyên các bạn trẻ nào thông minh, có đạo đức, có học thức, có tâm nguyện lớn, có lý tưởng lớn, nên hy sinh cơ hội hưởng thụ bản thân mình, trở thành nhà tu. Và ai muốn đi tu thì nhớ là đi tu từ hồi nhỏ. Ở tuổi trẻ mình mới có đến mấy chục năm phụng sự, còn chờ đến là 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi đi tu, lúc đó bệnh không à, lo giải quyết cái bệnh là hết giờ rồi. Đó là chưa nói đến cái tình trạng ấy nha. Tuổi già sống với thói quen, mà lỡ trong cái thời thanh niên mà các bạn có những cái thói quen xấu đó, thật cái tuổi xế chiều đó, nỗ lực giải trừ nó không phải là chuyện dễ. Mà có thành công trong việc tu á, thì người lớn tuổi cũng không có phụng sự được cho đời bao nhiêu. Đất nước Việt Nam là một trong những nước Phật giáo Đại Thừa có người xuất gia từ tuổi ấu thơ. Thì ngày hôm nay có một chú 6 tuổi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đã được cạo đầu, đã mất tiêu rồi. Một cậu bé 6 tuổi mà làm được á, thì những người thanh niên mà làm không được á, mình hơi dở hơn. Không phải thầy nói khích đâu ạ. Mà khích tướng của đôi lúc cũng tốt. Mình phải đối chiếu ha. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khuynh, nhi thói khuất. Nếu trong đời có những người làm bậc trượng phu, nó tương đương với quân tử trong Nho giáo ha, ta đây cũng như thế. Không nên tự khinh thường mình mà đánh mất cơ hội. Đó là cách để chúng ta tạo dựng sự tự tin. Đừng lo là ở kiếp trước các bạn chưa có hạt giống tu sĩ, rồi kiếp này khó tu. Đừng có sợ. Nếu kiếp trước mình chưa có hạt giống thì kiếp này mình gieo trồng gấp đôi, thì mình bằng được với người tu có kiếp trước tu lần. Nếu các bạn nỗ lực gấp 3 thì các bạn sẽ bằng với cái người có hạt giống tu của 2 kiếp trước. Nếu các bạn nỗ lực 4 lần thì các bạn sẽ bằng với cái người có gọi là 4 kiếp đã tu ở kiếp trước rồi. Sự nỗ lực đó là không khó, muốn là làm được. Và lý tưởng nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những trở ngại trong lúc tu, những khó khăn trong lúc tu. Cho nên thầy mong các bạn nào đó ngoài việc nương tựa vào Phật Pháp như là điểm tựa tâm linh quan trọng nhất trong đời, còn phát tâm trở thành người xuất gia, thì các bạn đó hãy nên cam kết tu trọn đời và trở thành đó vị tăng sĩ có khả năng hướng dẫn Phật Pháp, hướng dẫn khóa tu, giúp cho người thân và xã hội đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau, trở thành người tu cao quý. Thì nhân mùa Vu Lan để nói về cha mẹ là điểm tựa của đời con, rồi con cái là điểm tựa của cha mẹ. Phật Pháp là điểm tựa của tất cả cha mẹ, ông bà, mọi thành phần xã hội, nhất là trong vô thường, trong những biến cố của cuộc đời, để tất cả chúng ta cùng quán niệm và đừng phí phạm quỹ thời gian còn lại của kiếp người ngắn ngủi này. Hãy sử dụng nó cho các mục đích cao quý và hữu dụng. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.